Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến. Em Việt chia sẻ cho quý vị và các bạn một số lô gợi quý vị và các bạn. Và số điện thoại của em Việt là 0963 721 519. Số đó cũng là số Zalo của em Việt luôn. Mỗi khi quý vị và các bạn gọi không được thì nhắn tin em Việt sẽ trả lời sau. Và quý vị và các bạn lưu ý là hàng trong video này không mặc cả trái giá nha. Mình báo giá, bạn nào thấy mua được thì mua, mua không được thì xem chơi cho vui. Rồi, cặp lo đầu tiên thì mình chia sẻ đến quý vị và các bạn đó là cặp của Coran, và mình mở nội thất ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Thì rất là nhiều bạn không biết là cái tại sao mà cũ Coran này ở đây người ta bán nó gần bằng cái cũ JBL Coran 104. Có người bán cả chục, có người bán mười mấy triệu. Nó là một cũ lo Nhật, nhưng đây là cái dòng cao cấp xuất đi thị trường châu Âu. Mình mở ra quý vị và các bạn sẽ xem nội thất ở bên trong, quý vị sẽ biết tại sao nó đắt tiền. Cái cũ này có đường kính vòng tròn nó là 12 và chiều sâu nó được 7. Maximum là 100W, trở kháng là 8 ohm. Đây. Và khi mở ra thì như thế này. Đây là cái bông tiêu âm ở bên trong đó. Thì lâu ngày và tháng nó còn mục, nó rụng xuống đây. Quý vị và các bạn, đây. Đây bông này. Và quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cái dinofarm của cái con này. Đó. Nó vàng tươi à. Cái này là nó vàng chứ không phải là màu trắng nha, màu vàng. Và cái dinofarm này thì nó y chang với những cái con mà giống mấy con anh Tết hay là JBL đồ này nọ đó. Đó. Y chang luôn. Và nó màu vàng. Cho nên rất là đắt tiền quý vị và các bạn. Thì mấy cái này nè, mấy cái hộp này nè, quý vị nhìn thấy là cái này là do cái ở trong này nó mục nó rớt ra đó, chứ không phải cái này nó bị là vấn đề gì nha. Nè, mình kiều là nó sẽ ra thôi đó, cái mút đó à, đó dinofarm còn đẹp can xà beng luôn, xuất sắc. Ở ngoài thì quý vị và các bạn sẽ nhìn thấy nó ẩn lên cái màu vàng. Cái cặp Coran này thì nó chạy cái họng 502. Bạn nào muốn mua cái cũ không vẫn bán, mua cái họng không vẫn bán nha. Vì đây là cái dòng sản xuất đi thị trường châu Âu, cho nên chất lượng của nó rất là tốt. Rồi kích thước của cả họng 502 là ngang là 44. Ngang 44. Cao là ngang 44, cao là 18,5. Và cái chiều sâu á là mình tính luôn cái cũ lo thì nó khoảng 40-41 gì đó, tại mình chưa có đóng cái nắp này lại thì mình không có đo chính xác nó bao nhiêu. Rồi, bạn nào mua cũ thì bán cũ, mua họng mình bán họng, mua nguyên bán nguyên. Quý vị và các bạn, cái cũ 104 này với cái họng 502 thì em Việt bán giá tốt cho quý vị và các bạn, giá là 14 triệu đồng, chuyển khoản đủ mình bao ship. Còn mua lẻ thì giá khác nha. Mua lẻ giá khác. Ở bên trong này mình có một cặp còi của Onkyo dòng Setter. Thì còi này nó có cái tán âm rất là lớn. Tán âm này ngang là 44 và cao là 13, ngang 44, cao là 13. Tán âm này nó có model, quý vị và các bạn lên Google search cái model này thì sẽ ra thông số kỹ thuật của tán âm này. AL1-120. Và đây là cái cũ loa. Đó. Nhìn rất là ngầu ha. Và chiều sâu của cái cầu này mình tính cái cầu nha, không chưa tính cái tán âm thì nó là 30. Và cái cũ từ là 12 từ Aniko. Họng gan. Đối với cái cặp Onkyo này, bạn nào mua lẻ mình vẫn bán. Rồi mình bán nguyên vừa cũ vừa tán âm vừa họng luôn. Nguyên một bộ là 18 triệu đồng. Chuyển khoản đủ mình bao ship nha. Tiếp em Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái cũ chép của Natonan. Cũ này thì 16 ohm. Quý vị và các bạn nặng nha, to nặng. Thì cái model của cũ này là Natonan CI-65UD 16 ohm 50W. Cái này họng này là họng vặn. Có đường kính tầm khoảng 3 feet 3 feet
3A 3,4 gì đó. Cái găng quặng này nè. Đó. Hàng đẹp, xin, hát tốt. Mình bán 3 triệu 2. Thanh lý lỗ nha. 3 triệu 2 chứng khoản đủ bao ship. Lưu ý mà mấy bạn mà chốt chốt á, bạn nào mà chuyển khoản trước mình bán trước nha. Có ông chốt cả năm chưa chuyển khoản. Cho nên á, khi mà mình mua bán thì ai chuyển khoản trước mình bán trước, không chờ không đợi gì cả. JBL 2405 16 ôm. Cặp này thì từ Anico, có một chỗ nó chày đâu rồi ta. Đây. Kỳ sơn nè. Rồi. Thì cái mặt ở phía trước này còn đẹp, cái mặt này lao cái là sạch nè. Còn ở vị trí này là cái vị trí này là cái vị trí bắt vô thùng, cho nên á là nó có chày sơn. Tại vì thường cái chép này bắt ở trong bắt ga, ở trong đưa ga là phan bốn cái lỗ bắt vô đây nè, bốn vô cái lỗ này thì nó lú không còn ga, cho nên chỗ đó nó chạy. Còn cái mặt này thì ok nha. Cái cặp chép này á ở trên thị trường thì tùy theo đẹp xấu khoảng 15 16 triệu, 11 12 13 tùy. Rồi cái đường kính cái cầu cái họng phía trước này là 8. Cái cặp này hiện tại là zin nguyên bản, cũ từ đẹp nha, cũ từ đẹp, chày sơn chút đỉnh. Nói chung là hàng bãi thế này là cũng đã gọi là xuất sắc rồi đó. Không chỉ ba tú tát vậy là xuất sắc rồi. Giá cặp này 11 triệu 500 nghìn đồng, chuyển khoản đủ bao ship. Còn bạn nào muốn đẹp hơn nữa thì 15 triệu đồng, đẹp hơn nữa thì 16 triệu. Có luôn, có hết. Nhưng hiện tại cái dòng này thì có cặp này là giá tốt nhất thôi, là 11 triệu 5. Một cặp còi của hãng Goodman cực kỳ hiếm. Goodman cực kỳ hiếm luôn. Chiều sâu của cặp còi này là 25. Chiều cao 9, chiều ngang 17. Đó, cặp còi này thì cũng có ong chốt nè, chốt mồm đến nay gần cả tháng. Cho nên sau này mình cứ ai chuyển khoản trước bán trước, một cặp còi mình có thể chốt cho 7 người 8 người luôn. Đó, rồi bạn nào cứ bấm số tài khoản vô mình trước là mình tính. Chứ cứ để đi mai rảnh chuyển khoản, mốt chẳng chuyển khoản mất thời gian và không có muốn bán được gì hết. Đây là cái dòng Goldman 15 ôm. Thì Goldman này của Anh Quốc, và cái dòng này thì nó không nằm ở trong bất kỳ một cái thùng nào. Quý vị và các bạn lưu ý là không nằm bất kỳ trong một cái thùng nào. Nó sản xuất rồi. Quý vị và các bạn có thể đổ chế vô bất kỳ một cái lo nào tùy thích của quý vị và các bạn. Quý vị lên Google search cái này là ra Goldman MIDAX nha. Thì quý vị sẽ thấy cái cấu hình của nó cũng như thông số kỹ thuật vân vân các thứ. Ừ. Nó đạt đến tần số như thế nào. Thì đây là những cái dòng mà hãng Goodman của Anh Quốc họ sản xuất ga để phục vụ cho những đôi tay khó tánh. Cặp này giá 7 triệu 500 nghìn đồng, chuyển khoản đủ mình bao ship. Còn bạn nào muốn chơi cái mà cao cao tiền hơn tí nữa thì ở đây mình có một cặp. Cặp này thì nó nặng 25 kg. Ngày hôm qua mình bán một cặp mà mình cân á, vừa gối giấy thùng này nọ đó, nó ra tới 25 kg. Thì cái cặp này á là cặp JBL đầu bảng của hãng 2441 16 ôm. Cái đường kính cụ từ này là 17,5 và chiều sâu của cụ từ này thì nó khoảng 12 13 gì đó. Tại vì nó còn ốc ở dưới nó mình đo nó chưa có chính xác lắm. Và cái cặp này thì em Việt có video tháo nội thất ra rồi, nên không có tháo nữa. Quý vị nhìn. Thì đây là đồ cũ rồi, nó cũng chày sơn nha. Tại vì cặp cũ này nó nặng đã 25 kg rồi. Ngày hôm qua mình cân, mình bán cặp mình cân còn trăm. Mấy cặp này nó khè một cái thì thôi, để vô mấy cầu bự với quý vị các bạn. Đã. Mấy cặp này trên thị trường thì nếu mà đẹp như thế này, tình trạng thế này chắc tầm khoảng hai mấy 30 triệu, gần 30, thì em việc bán cho quý vị các bạn chỉ có 27 triệu thôi, rẻ hơn thị trường khá là nhiều. À, quý vị và các bạn, bạn nào thích thì alo Goldman 401. Cặp này trên thị trường người ta bán đâu đó 20 25 triệu, mình bán có mười mấy triệu bán hoài mà không ra. Đến từ Anh Quốc.
cặp này bắt 30 toàn giải, xin nguyên bản mình bao xin tuyệt đối. Còn cái mũi này á, thì con nào cũng vậy thôi, cái do cái keo của nó là cái keo mà gì đó, keo dẻo dẻo á, nó hay chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, cho nên tưởng là có khu mũi nhưng mà không phải. Quý vị và các bạn nhìn con nha, bụi nó bám đó. Và muốn biết zin hay không á, giật cái mũi này lên, cái mũi này hơi nóng nóng, lấy máy xay tóc á, hơi nóng nóng rồi dở mũi lên là xem con bên trong luôn, xem thấy luôn, rõ luôn. Cặp này zin hát tốt, đây là cặp toàn giải của hãng Goldman Bass 30. Rồi, màn giấy điều màu. Phiểu còn ok, cặp này trên thị trường khoảng 25, mình bán 12 bao ship. Cặp này nhập 14 lỗ banh sát luôn quý vị và các bạn. Mai mốt gặp cái cặp này là chạy sợ. Rồi đây mình có một cái đầu Akai. Mình quay mình chia sẻ cho quý vị và các bạn. Này bạn nào thích mà sưu tầm á thì nghiên cứu cái đầu này về mình trưng bày đồ chơi. Ngang là 40, ngang 42 và chiều cao là 25,5, chiều cao 25,5. Để mình quay cái model cho quý vị và các bạn xem, để lên Google mình search nha. Đây là cái con Akai XG gì đó. Đọc không gọi ta. 510D đó. Kim vu đồ đèn sáng quẩy tốt hết, hát tốt hết. Mình để đây mình test rồi, để mình đầu mình coi phía sau cái mô đồ GXC nha quý vị các bạn. GXC nó hoạt động tốt, hoàn hảo, kim vu quẩy ok hết. Cái này mình bán cho quý vị các bạn 6 triệu, chuyển khoản đủ mình bao ship về quý vị các bạn trưng bày. Mình chơi đồ cổ không có mấy con này thì cũng phí lắm. Con này phát cái âm thanh hay lắm quý vị các bạn. Em Việt có bằng test nghe hay. Đầu từ đồ này nọ còn ngon. Nhấn rồi. Nói chung là dây cua đồ này nọ là ok hết. Đem về là chỉ cắm điện vô là hát thôi. Và hàng đẹp nha. Để mình quay phía sau luôn cho quý vị các bạn xem. Tại mình đang chơi mình để nó nằm ở đây nè. Đấy, phía sau gỗ nha. Điện 100V. Đây là cái mô đồ. Đây là cái đường in đường out. Tại cái này nó có thu á, cho nên nó có đường in đường out. Cái này là để ví dụ bạn móc treo lên nè. Hãng họ làm vậy. Ván còn rất là đẹp phía sau luôn. Bạn nào cần thì liên lạc với em Việt. 6 triệu đồng, chuyển khoản đủ mình bao ship cho quý vị và các bạn luôn. Rồi Bass 50 LV, tức là Electrovoy DL18MT Inuka 10 triệu đồng cặp bao ship. In Mini Bass 50 10 triệu đồng cặp bao ship. Rồi cái cặp toàn giải này quý vị giới thiệu hoài à. Còn giải Fortex Bass 40 mất cái tem đó. F468 9 triệu đồng, chuyển khoản đủ bao ship. Bass Onkyo nằm trong cái thùng Setter 10, mình có 2 cặp. Này cũng đã quay nhiều lần rồi. 3810A 50W, có 2 cặp, một cặp là 7,5 triệu, một cặp là 7 triệu. Còi Fortex hạng zin nguyên bản ST600 6 triệu một cọc, chuyển khoản đủ bao ship. Rồi, em Việt xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Xin chào.